Hello? Hello? Nghe đây. Sao lại chưa đến mặt tôi? Lại là ông đó à? Đây là số thứ mấy rồi? Tôi không thể nào biết ông được. Bây giờ, sau này hay nhiều năm nữa cũng vậy. Đừng có trẻ con như vậy được không? Tôi là gì? Lỗi của ông là yêu tôi.